Ngày 17 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ người dân khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải. Do trong ngày 16 tháng 8, tại các tổ dân cư số 7, số 8 và số 11 của khu phố này ghi nhận 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi test nhanh. Để đảm bảo an toàn trong quá trình lấy mẫu, tổ trưởng các tổ dân cư đã sử dụng điện thoại để gọi lần lượt cho từng hộ gia đình. Sau khi được lấy mẫu, người dân di chuyển sang một nơi để chờ kết quả. Nếu âm tính thì trở về nhà. Ngược lại, nếu dương tính sẽ được xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện chở đến khu thu dung F0 và chờ lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR. Ngoài ra, 30 sinh viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 lần 6 cho 4.065 người dân hai khu phố Hải Phong 2 và Hải Dân theo phương pháp RT-PCR gộp nhóm theo từng hộ gia đình.